Hello, xin chào tất cả cả nhà. Mình là Phượng. Hôm nay thì Phượng sẽ hướng dẫn mọi người làm một món đó là matcha đá xay. Ở đây thì hiện tại thì Phượng đang có mặt tại Mâm Coffee, đó là quán cà phê và nhà hàng. Thì mọi người có thể đến thưởng thức cái món này tại nhà hàng nha. Ở đây thì Phượng có một số những cái nguyên liệu như sau. Đầu tiên đó là ở đây đó là nước sôi. Nước sôi thì để mình pha trà xanh để cho nó tan ra chung với nước sôi này, thì mình có một một ít nước như thế này nha. Trà xanh, bột trà xanh. Bột trà xanh thì mình có thể mua ở những siêu thị Nhật Bản hay là những cái cửa hàng bán phụ gia làm bánh hay là phụ gia làm đồ uống đó. Mình có xem qua máy xay sinh tố này và 1/2 ly sữa tươi. Ngoài ra là mình có sữa đặc nữa. Bây giờ thì mình sẽ pha trà xanh trước nha. Để pha trà xanh thì Phượng sẽ cho vào đây 2 muỗng trà xanh. Mình cho 2 muỗng trà xanh. Mình sẽ khuấy cho nó tan cái phần trà xanh này ra ha. Khuấy cho nó tan nha. Sau khi khuấy tan thì mình sẽ cho cái hỗn hợp này đi vô máy sinh tố. Sau đó thì mình sẽ cho sữa tươi, 1/2 ly sữa tươi như thế này nhá. Và 1/3 sữa đặc. 1/3 ly sữa đặc. Một phần ba sữa đặc như này. Sau đó mình sẽ cho đá vô. Ok, mình cho đá tầm chỗ này nhá. Đây là tầm đủ 1 ly nhá. Rồi mình sẽ đậy lại và xay cái hỗn hợp này lên. Mình xay trong vòng 30 giây. Sau khi mà xay hỗn hợp này xong thì mình sẽ bỏ ra ly nha. À, trước khi mà chúng ta bỏ ra ly ấy, thì chúng ta nên nếm thử, nếm lại thêm một lần cho nó vừa ăn chưa. Sau khi mà nếm xong thì chúng ta sẽ bỏ ra ly như thế này. Chúng ta sẽ dùng một cái này để cho bột trà xanh và rắc lên nha. Thì chúng ta có một lớp trà xanh đẹp. Sau đấy thì hoàn thành với một cái muỗng và một cái ống hút. Ống hút thì có rất là nhiều kiểu, thì chúng ta có thể làm một cái kiểu mà vậy là chúng ta đã xong một cái ly matcha matcha đá xay đó. Chúng ta sẽ ngắm lại cái thành quả của mình. Ok, Phượng vừa hướng dẫn xong một cái món matcha đá xay này ha. Rồi các bạn có thể ở nhà làm thử bởi vì rất là dễ làm nha. Các bạn làm thử và có thể nhắn tin để cho Phượng biết được cái kết quả các bạn làm như thế nào. Còn các bạn nào mà không không có dụng cụ hay là không muốn làm ở nhà ấy, thì mình có thể lên quán Mâm Coffee, có đường link bên dưới ấy. Chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp hoặc là chúng ta đến quán để thưởng thức cái món matcha đá xay này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Phượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn có video tiếp theo nha.